À, dạ vâng ạ, xin chào mừng toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Audio 1977 ạ. Dạ vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng bên em xin giới thiệu cho toàn thể các bác một số những dòng lọc xì để cho các bác và anh em chơi âm thanh. Thì với cái dòng lọc xì của cửa hàng bên em thì bên em sẽ là bao hay, bao xịn, bao về chất lượng cho toàn thể các bác. Thì với cái sản phẩm mà hôm nay em quay trực tiếp với review thì cùng với cái sản phẩm một con lọc xì 2U cổ lớn của Poham. Đấy các bác nhá, hàng Poham, hàng xịn. Thì với cái dòng lọc xì này thì em sẽ là bao cho anh em là bao về cái chất âm rất là hay và nội thất của nó cực kỳ là đầy luôn. Và em cũng xin thông báo cho anh em luôn về cái ngoại thất của nó. Thì nó sử dụng cho anh em và các bác là một cái màu ghi rất là đẹp, màu trắng ghi các bác nhá. Đấy. Và cần equalizer của nó thì 62 cần equalizer. Nhưng về cái tình trạng của cần equalizer thì các bác xem đây. Với cái cần equalizer thì nó bị gãy cần đấy, là một cái này đấy, một số cái giải nó bị gãy cần, nhưng mà các bác sử dụng bằng tay vẫn bằng móng tay các bác vẫn đang sử dụng được, nó không bị gãy cụt vào trong, nhưng mà vẫn đang sử dụng rất là tốt. Nhưng về cái chất âm của dòng này thì nó cực kỳ là hay luôn đó, em đánh giá rất cao về cái sản phẩm Poham này các bác nhá. Nhưng mà khác biệt cho các bác là khi mà nó gãy cần thì nó cũng gây tình trạng mất cái thẩm mỹ thẩm quan ở bên ngoài, nên là nó hơi xấu một chút. Nhưng về cái nội thất và cái độ hay của nó thì cực kỳ là hay. Và đặc biệt thì con này nó sử dụng điện 110 nhé các bác nhá, điện 110 đấy, hàng xịn đấy các bác nhá. Thì về cái nội thất bên trong của nó là vỉ của nó có này, vỉ của nó là vỉ cắm, và vỉ này thì cực kỳ là hiếm trên thị trường các bác nhá. Các bác tìm thấy được cái vỉ mà vỉ cắm mà tầng 2 tầng bo như thế này rất là hiếm. Nó sẽ có một bảng bo ở phần dưới này các bác nhá. Và nó sử dụng cho anh em và các bác là hai biến thế này. Đấy, hai biến thế để anh em sử dụng, và cái dòng này thì nó cực kỳ là chất lượng luôn. Và phần sau của nó là sử dụng cho anh em và các bác là điện của nó là điện 110 các bác nhá, 110V này. Đấy, Poham có mã vạch, mã series của dòng dòng lọc. Và các phím ở phía sau cho anh em là các bác sử dụng các phím như cổng 6 ly, đấy, cổng đầu vào đầu ra là 6 ly, và có rắc cộng trừ 6 và 12 để xi men cho anh em sử dụng phần sau đây để các bác chỉnh tín hiệu độ nhạy của nhạc, đấy, từ cổng tín hiệu đầu vào của các bác chỉnh phần sau, đấy, rất là ok. Và cái nội thất này thì các bác thấy rất là hiếm này, đấy, rất là hiếm luôn. Thì cái lọc này thì đã có một bác khách cũng đã hỏi đến của cửa hàng bên em, nhưng mà bên em thấy về cái cần equalizer nó bị gãy, nên là kiểm tra lại thì nó bị gãy, nên là bên em chưa gửi. Nên ngày hôm nay thì em làm cái video này để bán cho các bác. Đấy, bán cho các bác về cái con lọc này. Và bên em sẽ là bao cho anh em là bao sống nhá, bao sống, bao hay nhá. Đấy, bao sống, bao hay và bao xịn nhá. Thì với con lọc này thì ngày hôm nay em bán cho anh em và các bác với giá 1.500.000 đồng. Đấy, một con Poham hàng xịn các bác nhá. Điện một sử dụng điện 100V nhá. Đấy, điện 110V. Thì rất là ok. Đấy. Có cho anh em và các bác này, đấy cái model của nó này. Model của nó là Q602 các bác này. Đấy, Q602 nhá. Đấy. Nước sơn của nó là nước sơn zin, đấy, sơn zin và nội thất zin đó nhá. Nội thất zin và chất âm rất là hay. Trong lòng này thì anh em dùng nhạc thì cực kỳ là hay. Nhưng khác biệt một chút là anh em phải dùng cái cần equalizer thì nó bị gãy một số cần. Các bác chỉnh bằng tay, nếu các bác sử dụng bằng móng tay bác gạt lên vẫn là ok. Thì như các bác mà chỉnh cố định lại những cái dải của các bác nghe thì cũng không có bị ảnh hưởng gì. Chỉ khác biệt cho các bác là nó cái ngoại thất nó hơi xấu một tí thôi. Với cái dòng sản phẩm này thì trước nếu mà nó không bị gãy cần thì bên em đang chào bán ở trên 2 triệu các nhá. Đấy, trên 2 triệu, 2 triệu 7, 2 triệu 8. Nhưng ngày hôm nay em bán cho các bác với giá là 1.500.000 đồng một con bị gãy cần nhá. Đấy, một số cần nó bị gãy đây các bác này. Nhưng mà sử dụng vẫn đang rất là mượt đây các bác này. Đấy. Dạng này thì nó rất là mượt các bác nhá, hàng xịn này nó rất là mượt đấy. Nó sử dụng rất là mượt. Các bác chỉ chỉnh cố định cái dải equalizer là các bác dùng được thôi. Và phím cho anh em là khi qua lọc đây, các bác qua lọc này. Đấy, qua lọc và không qua lọc này. Và các bác chỉnh to nhỏ này, đấy, volume to nhỏ thì cần nó đang đầy đủ cho bác. Chỉ khác là cái dải như cái dải dải chung nó bị gãy một số con cần này. Đấy, và chép thì có một số cần thì các bác nâng cố định nên là rất là ok rồi, nghe nhạc rất là sướng rồi và rất là chuẩn rồi. Vì cái nội thất của nó rất là đầy và chất âm nó rất là hay, nên là hôm nay em làm cái video này để cho các bác mà chơi âm thanh các bác lựa chọn được cái sản phẩm hàng bãi xịn để các bác sử dụng. Đấy, con này thì nó sử dụng điện 115 các bác nhá. Đấy, rất là ok. Đấy, hàng xịn.
Với cái sản phẩm này với giá là 1.500.000 đồng, bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ theo số điện thoại của bên em 0987199311 có nhá. Đấy, liên lạc qua bên em để bên em cho các bác sử dụng cái sản phẩm hàng bãi xịn nhất của cửa hàng bên em. Đấy, con này thì nó có tình trạng là gãy cần một số cần, còn mặt của nó là mặt rất là đẹp, không tì vết nhá, có nhá, không xước, không chảy nhá. Và nội thất của nó là bao zin cho anh em và các bác luôn. Đấy, bao zin bao xịn. Cái dòng này thì chất âm thì nó rất là hay. Đấy, chất âm và nó rất là hay và nó là hai u khổ lớn nữa với nhá, hai u khổ lớn và nó rất là dày này. Đấy, từ cái đường tôn của nó rất là dày các bác này. Đấy, tôn rất là cày dày đúng không nhá. Đấy. Và nó sử dụng điện chỉ có 115V thôi. Đây là anh em và các bác cắm vào điện 115V nhá. Tuyệt đối là các bác không được cắm vào điện 220 nhá. Đấy, sản phẩm này nhá. Và những cái sản phẩm này thì các bác mua về các bác nghe thì rất là hay. Bên em cam kết cho các bác là cái sản phẩm này cực hay luôn nhá. Cực hay, cực zin luôn. Và những bác nào mà chưa đăng ký kênh YouTube Audio 1917 thì em cũng trân trọng mời tất cả bác đăng ký hộ cho em một nút đăng ký kênh và cho em xin một nút like để em có những cái review giới thiệu về sản phẩm và những cái buổi livestream lên sóng của các bác về âm thanh. Các bác nào mà săn được những sản phẩm gì thì các bác liên hệ theo cửa hàng bên em để các bác đặt mua nhá. Và sản phẩm này thì bao hay rồi các bác nhá, bao hay, bao zin, bao xịn luôn cho bác. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào toàn thể các bác ạ.